chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì sự trở lại mạnh mẽ của AMD trên các dòng laptop cao cấp mà mức giá vẫn vô cùng dễ chịu. Nếu như mà các bạn muốn tìm mua một lỗ laptop có cấu hình mạnh lần đầu tiên xuất hiện trên laptop, một thiết kế mỏng nhẹ và độc đáo thì đừng bỏ qua phiên bản mới nhất của Zephyrus G14 này nhé. Thì bây giờ cùng mình vào video xem laptop này có gì thú vị. Đầu tiên chắc chắn luôn là phần thiết kế. Nếu như mà nhiều mẫu laptop gaming khác gây ấn tượng với người dùng bằng rất là nhiều các giải LED RGB ngập tràn màu sắc xung quanh, thì với Zephyrus, thiết kế được Asus nhấn mạnh vào phần mặt lưng của máy. Vẫn kiểu thiết kế chia làm hai phần, một bên là logo LG, một bên là màn hình LED giống với thiết kế của thế hệ tiền nhiệm. Chính xác thì ở trên bề mặt này, Asus đã tạo ra 6.536 lỗ ở trên nắp nhôm với 1.215 bóng đèn LED để có thể hiển thị mọi thứ theo ý thích của các bạn với tên gọi là Anime Matrix. Thì từ logo cho tới các dòng chữ này, hình ảnh, giờ, nhiệt độ hoặc thậm chí là nháy được cả theo điệu nhạc. Thì theo mình thấy đây sẽ là một tính năng rất là thú vị, nó thể hiện được cá tính cũng như là phong cách của người dùng, kiểu như là sẽ phù hợp với những người làm về nghệ thuật này, sáng tạo này, hoặc là những ai yêu thích cái đẹp như là ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc hoặc là DJ thì sẽ rất là hợp. Tuy nhiên thì nếu có thể các bạn chưa biết thì không phải là dòng G14 nào cũng sẽ hỗ trợ Anime Matrix cho người dùng. Anime Matrix này thì đã được tích hợp sẵn ở ứng dụng với tên gọi là Armory Crate ở trên máy. Ở trong đó thì các bạn sẽ cài đặt được các chế độ của Anime Matrix. Thì toàn bộ máy ở đây được làm bằng hợp kim nhôm magie. Chất liệu này thì sẽ làm G14 có trọng lượng nhẹ chỉ có là 1,7 kg. Đối với chất liệu này thì khi sờ vào tuyệt đối sẽ không có hay là bị bám vân tay một chút nào cả. Điều này thì cũng giúp các bạn hạn chế việc phải lau chùi máy thường xuyên. Phần bản lề vẫn là bản lề Egolip độc quyền của Asus được trang bị luôn trên G14. Tổng thể máy nói chung là chắc chắn không quá hầm hố như các dòng laptop gaming nhưng mà cũng không quá đơn điệu như các dòng Ultrabook. Xung quanh máy thì còn sẽ có tổng cộng là 4 khe tản nhiệt để có thể thổi gió nóng ra ngoài. Bên dưới khu vực hút gió thì cũng được bố trí rất là nhiều khe và còn được hỗ trợ bởi bản lề Egolip này nữa, vừa giúp nâng máy lên cao hơn vừa tăng được khoảng không để có thể hút gió vào. Vì tên gọi là G14 thế nên là kích thước máy này là 14 inch, màn hình có độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, tần số quét tiêu chuẩn tối thiểu có của một màn hình game Minh G14 có được là 144Hz, độ sáng cao 300 nit. Chất lượng hiển thị thì là 100% sRGB, 75% Adobe RGB. Màn hình đẹp, màu sắc khá là chuẩn để các bạn có thể làm các công việc liên quan đến sáng tạo như là chỉnh sửa ảnh hay là edit video. Tiếp theo, quan tâm nhất thì vẫn luôn là cấu hình đúng không? Thì một chiếc máy gọn nhẹ như thế này nhưng cấu hình thì lại không hề gọn nhẹ một chút nào cả. Ở đây thì chúng ta sẽ có CPU AMD 5000 series mới nhất Ryzen 7 5800HS, RAM 16GB, trong đó thì có một thanh 8GB hàn chết trên bo mạch, một thanh 8GB nữa thì được gắn sẵn, và nếu như muốn nâng cấp thêm RAM thì phải bỏ thanh 8GB này đi và thay bằng một thanh khác lớn hơn, và tối đa thì các bạn có thể nâng cấp thành là 24GB. Đây là 512GB SSD và card đồ họa NVIDIA RTX 3050. RTX 3050 thì theo như mình nói ở đầu tiên, đây là phiên bản đồ họa mới nhất, lần đầu tiên xuất hiện ở trên laptop. Thì với cấu hình này, các bạn hoàn toàn có thể chơi game cực kỳ ổn trên độ phân giải Full HD này. Và để xem cấu hình này có thật sự ổn với đồ họa mới nhất này hay không, thì cùng xem qua phần trải nghiệm hiệu năng nhé.
Qua phần test hiệu năng thì rõ ràng là CPU của AMD vượt qua hầu hết các mẫu laptop của Intel. Một số các tựa game online lẫn offline khi mình test đều cho mức FPS ấn tượng và nhiệt độ khi chơi game cũng không quá nóng, vì các bạn vẫn có thể tùy chỉnh được tốc độ quạt gió thông qua phần mềm tích hợp sẵn hoặc là qua phím tắt ở trên bàn phím. Và để tản nhiệt cho cấu hình này thì ASUS đã trang bị sẵn hệ thống tản nhiệt gồm 2 quạt lớn và 5 ống đồng sơn đen được nối với nhau. Các thành phần linh kiện khác thì đều được dán bằng miếng dán cách nhiệt để đảm bảo độ bền. Ngay bên dưới này thì sẽ là bàn phím với phần layout quen thuộc, không có cụm phím số, phím cho độ nảy khá là tốt, hành trình phím sâu. Đặc biệt bàn phím còn trang bị các phím chuyên dụng như là tăng giảm âm lượng, tắt tiếng micro và phần mềm ROG Armory Grade để có thể thao tác dễ dàng. Phần touchpad không quá lớn nhưng mà sẽ cho cảm giác gì rất là mượt, tracking tốt và chất lượng build ở mức ổn định, phù hợp để các bạn có thể dùng thay chuột rời được. Thêm vào đó thì để kích hoạt máy nhanh hơn và tăng tính bảo mật thì G14 tích hợp cảm biến vân tay ngay trên nút nguồn luôn. Loa thì sẽ được ASUS trang bị là 4 loa trên G14 với công nghệ là Dolby Atmos cho chất lượng âm thanh ổn, rõ đến từng chất âm, phục vụ đủ nhu cầu giải trí, nghe nhạc, xem phim. Cổng kết nối ở trên phiên bản 14 inch này cũng cực kỳ đầy đủ. Các bạn ở bên trái sẽ có cổng nguồn jack audio combo HDMI và một cổng USB Type-C hỗ trợ giao thức DisplayPort và Power Delivery để có thể sạc cho máy. Cạnh phải thì sẽ là hai cổng USB Type-A và một cổng USB Type-C nữa. Tổng kết lại thì các bạn gọi đây là laptop gaming cũng đúng, hoặc là laptop Ultrabook hiệu năng cao vì sự mỏng nhẹ cơ động mà G14 đem lại cũng được. Với RTX 3050 mới nhất còn chưa xuất hiện trên desktop mà laptop đã có rồi thì mức giá cũng chỉ hơn 36 triệu đồng. Link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả cho các bạn có thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.